Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7, xe tải chở hàng đông lạnh do tài xế 30 tuổi, quê ở Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, điều khiển trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi phương tiện này đi đến khu vực ngã ba đoạn giao nhau giữa km 483 900 tuyến quốc lộ 1A với đường Nguyễn Nghiễm, địa bàn phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, thì xảy ra va chạm liên hoàn với 3 phương tiện khác, gồm xe khách do tài xế 50 tuổi, quê ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, xe ô tô con do tài xế 35 tuổi, quê ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An điều khiển, và xe ô tô tải do tài xế 26 tuổi, quê ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An điều khiển. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến các phương tiện hư hỏng, đặc biệt xe tải chở hàng đông lạnh bị hỏng nặng, phần thùng hàng bị vỡ nát, hải sản văng tung tóe trên đường. Trước lúc xảy ra tai nạn, xe khách, xe tải và xe ô tô con đang dừng chờ đèn đỏ ở khu vực ngã ba. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an thị xã Hồng Lĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.